Hiếu Minh Hello xin mến chào tất cả bác và tất cả các anh chị em âm thanh trên mọi miền Tổ quốc nhé. Hiện tại bây đang buổi chiều ngày 11 tháng 8, hiện tại đang chiều Chủ nhật đây. Và em cũng về vừa bê hàng xong, thì hôm nay em về rất nhiều các dòng sản phẩm. Thì cái tiêu biểu hôm nay trong video, buổi chiều nay em giới thiệu cho các bác và tất cả anh em một mẫu thiết bị phụ kiện, ở đây phụ kiện để cho các bác là đó là dòng pin sạc cho micro không dây với dung lượng rất là cao, lên đến 3.300 mAh. Là dòng pin sạc của Hà Nội Điện Trung Quốc bác nhé, mang hiệu của Daily Power. Thì đối với dòng sản phẩm này thì đã quá quen thuộc các bác rồi. Nếu địa điểm thì như bác biết, một ngày bình quân em xuất đi 5 đến 6 bộ pin một ngày đối với đề xuất online nhé, không tính cửa hàng. Thì những bác nào đã sử dụng những sản phẩm pin này thì cho Hiếu Minh xin một like. Vì đối với dòng này đã quá quen thuộc các bác, vì dòng này cho dùng rất là bền, tuổi thọ pin rất là cao, có thể sạc đến hơn 1.000 lần sạc. Và đối với đốc sạc của dòng này thì cũng là đốc sạc tự ngắt bác nhé. Thì hôm nay em về được là hơn 500 bộ pin. Đây em xếp đây, tất cả nguyên đai nguyên kiện đây, dòng pin Daily Power, Daily Power. Và thông báo bác luôn, đây là sản phẩm pin sạc hàng nội địa Trung Quốc, nghĩa là bên bản thân bên Trung Quốc họ rất ưa chuộng đối với sản phẩm pin sạc này. Chính vì sản phẩm đây là sản phẩm công ty lên từ cái đốc sạc hay đến từ ngoài vỏ hộp hay từ cái pin đều ghi rõ tên công ty cũng như là địa chỉ sản xuất bác nhé. Có thể nói nếu mà bên Việt Nam thì đây là sản phẩm hãng, có thể nói là sản phẩm hãng chính hãng nội địa Trung Quốc, Daily Power. Thì hôm nay em về là mẫu mã là gồm đốc sạc của 4 pin và đốc sạc 8 pin. Và trong video thì em báo giá luôn. Hiện tại đối với dòng pin này thì Hiếu Minh đưa ra một cái mức giá rất là tốt. Ngoài tốt ra thì cũng rất là chất lượng. Chính vì vậy là có rất nhiều bác đã mua và sử dụng, cũng giới thiệu rất là nhiều bác, thứ nhất là hàng xóm, thứ nhất là bạn bè mua ủng hộ Hiếu Minh. Đấy. Thì đối với dòng Daily Power này, đối với bộ 4 pin này thì em đang bán phục vụ các bác với giá là 280.000 cả đốc sạc bác nhé, là bao ship đấy, toàn quốc cho bác. Còn đối với bộ 8 pin này thì các bác mua 8 pin em tặng cho bác một cái đốc sạc là 480.000 đấy. Daily Power để bác xem nhé. Đối dòng với pin này dung lượng rất là cao. Đối với đốc sạc ta ở đây là bộ pin 8 này, trong cái hộp này từ ngoài từ tem mác này bác này, Hà Nội Trung Quốc. Thì nếu biết thì đối sản phẩm pin này thì bên Trung Quốc họ rất là ưa chuộng, như em nào vào các phòng hát bên Trung Quốc thì họ đa số sử dụng sản phẩm pin này, nên là sản phẩm pin cực kỳ chất lượng. Thì trên thị trường như biết thì có rất nhiều các dòng pin, nhưng để đạt được dung lượng cao cũng như sử dụng bền, độ bền tuổi thọ cao thì rất là ít. Cái đây phải trải qua thời gian dài. Chính vì vậy mà làm sao là cái sản phẩm mà em đưa đến tay các bác ở đây là ngoài giá cả hợp lý, ngoài giá cả hợp lý thì sản phẩm phải tốt. Chính vì sản phẩm tốt như vậy thì mỗi lần em về hàng, em nhập đây như bác nhìn, số lượng nó là hơn 500 bộ bác nhá. Đây bác nhìn từng thùng một. Hơn 500 bộ. Rất nhiều phục vụ các bác. Thì sản phẩm không tốt không, em không bao giờ nhập nhiều, cũng như là được các bác ủng hộ đây là rất nhiều các bác đặt hàng, các bác tin tưởng, các bác sử dụng là sản phẩm tốt, nên được trong vòng 2 năm qua được sự phản hồi tích cực của khách hàng. Chính vì vậy mà em vẫn duy trì nhập những sản phẩm pin này về để phục vụ các bác. Thì trên thị trường như em nói là có rất nhiều các sản phẩm pin, thì một số cái để cách chọn pin như các bác thì đối dòng pin của công ty và tốt thì các bác phải xem ở cái phần thứ nhất, quả pin phải cầm đầm tay, chắc đầm tay, và các chi tiết như các điểm quấn này, quấn vỏ ngoài bác nhá, quấn vỏ ngoài nó sắc nét, không bị phồng rộp bong chóc bác nhá. Đấy, đối với quả pin chất lượng phải như thế. Và đối với vòng pin chất lượng thì nó phải đầy đủ các thông tin, ở đây là ghi rõ này, 3.300 mAh, 1.2V, và nó phải ở đây là sản phẩm tốt, nên là cấp chứng chỉ ISO đàng hoàng bác nhá. Đấy, ISO 9001-2008 như 2008 ấy. Đấy, đầy đủ thông tin bác nhá. Đấy, vì lần trước em cũng có giới thiệu bác mà cái pin GP ở ngoài, ở trên nó ghi là 3600 nhưng ở dưới nó ghi là 3, công suất thực của nó chỉ có 3.000 mAh thôi, như là cái tên thôi, như là chỉ là cái tên, nhưng mà ở dưới nó ghi ảo. Đấy, sản phẩm pin ảo. Còn sản phẩm chính hãng nó sẽ pin tốt thì nó sẽ đầy đủ thông tin từ các chứng chỉ ISO này, giống như bên mình Việt Nam mình, những cái sản phẩm chất lượng thì sẽ được cấp chứng chỉ ISO trước khi xuất xưởng cũng như là tiêu thụ ra ngoài thị trường, ngoài trong nước cũng là đi quốc tế. Số lượng về rất là nhiều, thì đây cũng là trong thời gian điểm này cũng là thời điểm em vừa về rất là kịp hàng, vì lượng pin một ngày em xuất bình quân đối với hàng online thì cũng phải 5 đến 7 bộ là bình quân một ngày, chưa tính cửa hàng. Nên lượng pin tiêu thụ các bác đối với sản phẩm micro không dây như các bác sử dụng phòng hát, có những bác sử dụng phòng hát mua nhà em đến 5 7 bộ liền. Đấy, sử dụng rất là tốt, cũng như là các bác chơi gia đình thì các bác có thể sử dụng, những các bác hay hát thì có sử dụng là 8 pin. Còn các bác ít hát thì họ sử dụng 4 pin thôi. Đấy. Hoặc các anh em đi sự kiện thì đối với dòng pin này là cực kỳ tốt,
và giá cả cũng cực kỳ hợp lý. Đối dòng pin này em bảo hành cho bác vào 3 tháng thôi nhé. 3 tháng. Chính vì những sản phẩm pin chất lượng nên em bảo hành cho bác đến 3 tháng. Chứ không một kênh nào bảo hành cho bác pin đâu nhé. Nhưng đối với kênh em bảo hành pin cho bác 3 tháng. Và đối với đốc sạc thì đốc sạc này đốc sạc tự ngắt bác nhé. Đấy. Đốc sạc theo pin này. Rồi 8 pin là được tặng cái đốc sạc, còn 4 pin thì hỗ trợ em. Vì nói thật các bác là như bình thường các cửa hàng khác ý, là bác mua pin là phải mua thêm đốc sạc. Nhưng đây là em nhập về được công ty họ tặng cái đốc thì em bán tặng cho bác cái đốc luôn, chứ em không ăn lời lãi gì cái đốc cả. Chứ bác kể mua pin không vẫn 480, kể không lấy đốc vẫn 480, em nói luôn. Đấy là em được tặng, em tặng lại ngược lại cho các bác thôi. Đấy, với tiêu chí là lấy công làm lãi, lấy công làm lãi và sản phẩm chất lượng. Và vấn đề để cái đây là để quảng bá rộng rãi sản phẩm đến rất nhiều người là cái tiêu chí mà Hiếu Minh luôn nghĩ và phấn đấu để phục vụ các bác tốt nhất. Thì hôm nay trong video này em thông báo là về được rất nhiều pin sạc Daily Power 3300mAh, thì có liên hệ trực tiếp bên Hiếu Minh qua hai số điện thoại đây, cũng như đến cơ sở em, cơ sở 1 là 451 Quang Trung Hà Đông Hà Nội, hoặc cơ sở 2 là 154 Nguyễn Thuận Long Biên Hà Nội, để được các nhân viên bán hàng cũng như các bác ở xa có nhu cầu thì có thể em qua số điện thoại em có thể lên đơn cho bác và ship hàng tận nơi, các bác kiểm tra rồi thanh toán cho bưu điện bác nhé. Số lượng về được hơn 500 bộ. Và xin phép dừng video ở đây và cảm ơn các bác đã xem cũng như hồi video của mình, và xin thân ái chào tạm biệt tất cả các bác nhé.